Hình cảnh Dương đạp tại nhà hàng Huế Thương và xin review lại cái khung cảnh lúc này. Đi thì trời rất là mưa nhưng bây giờ về trời rất là đẹp, trời mát thế này thưởng chơi rồi thì về tắm rồi thưởng thức đặc sản biển thì quá chi là tuyệt vời. Còn đây là dân Hà Nội vào review nhé. Anh em đang ở quán Huế Thương, tròn tôm hùm thì 1,5 kg, 1,5 kg, cua thì 500, còn có đi là sô mai và tôm, cho 2 kg, cho 1 kg để làm đầy đủ hải sản để cho anh em lựa chọn. 1,5 kg lấy đi, cần nó sao rồi đây. Đấy, anh em ạ, đây cả mũ 1,5 kg, 1,5 kg, 1,5 kg. Một con này tầm khoảng 7 kg chứ hả? Đây anh em thấy chưa, một con này bây giờ làm được rất là nhiều món. Đây, để cho đó, anh Dương ăn lộ. Đi vào để coi. Còn đi thì làm mùi tạt với là chiến su với hai kỳ bảy anh em nha, 2,7 kg nhé. 2,7 kg đấy. Giờ thiếu tí nó cứ về miền Bắc lấy nhở. Rồi 2 kg nha. Đấy là đại giá Hà Nội đang mực của em là phải cô nổ lên 1,5 kg cua nhá. Vâng, đây đến đại cá ăn lộ tròn cua. Mấy kỳ đó, 2 kg, thêm con là đủ 2 kg. Không đang hoảng được, để tôi dám chờ thôi. Ui giời, đầy giá rồi, cho nằm 2 cái tay lên bắt con tôm hùm lên đó. Ui giời, chưa con tôm hùm này là tầm khoảng được trước 5 lạng đấy hả? Yeah.